Xin chào các bạn học sinh, hôm nay cô sẽ hướng dẫn các bạn cách viết bài văn thuật lại một giờ học ở lớp em, nội dung như sau. Hôm nay lớp em có một tiết học toán rất thú vị. Khi cô giáo bước vào lớp, cả lớp đứng lên chào cô rất nghiêm trang. Cô mỉm cười và bắt đầu giảng bài mới. Trong tiết học này, cô dạy về phép nhân với số có hai chữ số. Cô viết các ví dụ lên bảng rồi giải thích từng bước một rất rõ ràng. Chúng em chăm chú lắng nghe và ghi chép vào vở. Sau đó, cô cho cả lớp làm một vài bài tập. Bạn nào cũng chăm chỉ làm bài. Có bạn làm nhanh còn giơ tay xin lên bảng làm trước. Khi thấy các bạn làm đúng, cô khen ngợi và khuyến khích cả lớp cố gắng. Cuối giờ, cô giáo nhắc nhở chúng em về nhà làm thêm bài tập để hiểu bài kỹ hơn. Tiếng trống vang lên, báo hiệu giờ học kết thúc. Chúng em chào cô và vui vẻ ra chơi. Lòng cảm thấy rất vui vì đã hiểu bài học hôm nay. Trên đây, cô vừa hướng dẫn các bạn học sinh cách viết bài văn thuật lại một giờ học ở lớp em. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.